Thầy giáo ba xếp kèo Levy vs Ego, CEO của Cerberus lên tiếng phản đối. Để chuẩn bị cho buổi stream tối mùng 4 tháng 11, thầy ba đã lên kế hoạch tạo ra một giải đấu custom mang tính chất vui vẻ giữa fan và các tuyển thủ chuyên nghiệp. Trong đấy đáng chú ý nhất là trận đấu có sự góp mặt của Ego và Levy ở mỗi bên. Levy là người đi rừng hàng đầu của VCS nhiều năm qua, còn Ego chính là đối thủ xứng tầm nhất khi nhiều lần gây khó dễ cũng như giành chiến thắng trước anh trong các trận đấu quan trọng. Tuy nhiên, ngay sau khi thầy ba chia sẻ ý định này, thì CEO Nguyễn Ngọc của Cerberus đã ngay lập tức có ý kiến phản đối. Chia sẻ trên trang cá nhân, người đứng đầu kiêm quản lý Cerberus cho rằng đây là hành động mang tính làm content so sánh giữa Ego và Levy, đồng thời kịch liệt phản đối trận đấu. Được biết, Ego vẫn đang trong quá trình dùng thuốc để điều trị tinh thần, đồng thời chuẩn bị hòa nhập cùng đội trước một giải mới. Do đó, một trận đấu không có ý nghĩa trên stream nhưng lại mang tính so sánh có thể ít nhiều ảnh hưởng tới anh. Trong đoạn tin nhắn thầy ba chia sẻ, Levy cũng có phần không muốn tham gia. Người đi rừng của Gam nhận thức được tình hình và cho là trận custom dù mang tính vui vẻ vẫn có thể khiến cộng đồng bàn tán không hay. Không lâu sau, thầy ba đã chính thức xin lỗi CEO của Cerberus. Anh cho là mình không có ý so sánh làm xấu hình ảnh tuyển thủ, mà chỉ đơn thuần muốn tạo điều kiện cho các fan giao lưu và sẽ rút kinh nghiệm về sau.